Chọn máy pha cà phê cho xe cà phê mang đi, không chỉ đơn giản là mua một chiếc máy với giá thấp nhất, để tối ưu hóa cả chi phí và chất lượng. Bạn cần một giải pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh doanh của mình. Vậy đâu là những lựa chọn tốt nhất hiện nay? Trước khi chọn mua máy, hãy cân nhắc 3 tiêu chí quan trọng sau. Kích thước nhỏ gọn và dễ di chuyển. Xe cà phê mang đi cần tối ưu không gian, nên các máy nhỏ, nhẹ là lựa chọn hàng đầu. Công suất vừa đủ, với nhu cầu từ 30 đến 50 ly trên ngày. Bạn cần một chiếc máy hoạt động ổn định trong giờ cao điểm, mà không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bảo trì và vệ sinh đơn giản. Điều này cực kỳ quan trọng để giữ chất lượng cà phê nhất quán và gia tăng tuổi thọ của thiết bị. Với những tiêu chí này, hãy cùng tìm hiểu hai dòng máy pha cà phê đang được nhiều người tin dùng cho xe cà phê mang đi. Yamilai CRM 300B và Lamvita Mio. Yamilai CRM 3200B là lựa chọn hàng đầu cho những ai mới bắt đầu kinh doanh. Nhờ khả năng pha chế nhanh và mức giá chỉ khoảng 12 triệu đồng. Máy này nhỏ gọn, dễ sử dụng và rất tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, Lamvita Mio là giải pháp tích hợp máy pha và máy xay trong cùng một thiết bị, giúp tiết kiệm không gian và tối ưu quy trình. Tuy không có khả năng tạo bọt sữa, nhưng máy này rất phù hợp cho những ai tập trung vào cà phê đen và espresso cơ bản, với mức giá khoảng 19 triệu đồng. Với hai dòng máy này, bạn đã có trong tay những công cụ phù hợp cho hành trình kinh doanh xe cà phê mang đi. Chọn máy đúng chỉ là bước đầu, sự thành công còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và niềm đam mê của bạn.